một phát 1M đi, lên. Tuyệt vời, nó lên khoảng tầm là 10 ra 8, mình bây giờ mình lời khoảng tầm là 990k, làm thêm phát nữa bên đen này. Rồi ok. Alo, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, đam mê từ nhỏ nên khó bỏ anh em ạ. Thì thực sự là mình cũng khó bỏ con game bài đổi thưởng, và đặc biệt là con game bài đổi thưởng Kawin. Vì tại sao? Mình cũng mất nhiều và mình cũng kiếm được nhiều. Nói chung là tránh cái tình trạng mà anh em nó thua tha, thì làm sao để giảm cái tỷ lệ thua của anh em xuống và tăng cái tỷ lệ thắng của anh em lên. Thì hôm nay thì mình vẫn chia sẻ cho anh em đôi chút về cách chơi lật bài với con game bài đổi thưởng Kawin. Nếu anh em nào thích cách chơi của mình thì có thể áp dụng vào trong game anh em nhé. Anh em hãy lựa chọn cho mình là biên đen với cả biên đỏ anh em ơi. Thì ok, không lòng vòng gì nữa, giới thiệu qua anh em đôi chút tại sao mình chỉ chơi mỗi hai bên này. Vì anh em xem kênh YouTube thì anh em biết rồi, để cái tỷ lệ mà nó sẽ được ít hơn, nó sẽ nhiều hơn so với mình chọn dưới là chọn trên anh em nhé. Thì bây giờ mình phải test qua rẽ cầu đã, vẫn cứ như thường lệ thôi. Hôm nay là hy vọng là kiếm lên khoảng tầm là 6M thì mình dừng anh em nhé. Và tiêu chí của mình rất đơn giản thôi, mình sẽ chơi theo kiểu là đánh nhanh thắng nhanh, chứ mình không kiểu là lâu la anh em nhé. Rồi bây giờ là hiện tại nó đang về bên đỏ này. Rồi bây giờ mình có thể tăng tiền này 3 đến 4 lần rồi, làm một phát 1M đi, lên. Tuyệt vời, nó lên khoảng tầm là 10 ra 8, mình bây giờ mình lời khoảng tầm là 990k, làm thêm phát nữa bên đen này. Rồi ok. Khi mà anh em chơi con game bài đổi thưởng ấy, tôi nói với anh em là đặc biệt là con game nào không biết, nhưng mà riêng với cái dòng Kawin thì anh em phải chơi đánh nhanh thắng nhanh và đạt đủ chỉ tiêu là anh em phải dừng thôi, đừng nên cố làm cái gì cả. Tất nhiên là anh em khi mà anh em thắng ấy, thì tâm lý của anh em là muốn sở hữu và muốn chiến thắng nhiều thêm. Thì tôi đa số những anh em chơi như vậy thì tỷ lệ gãy của anh em nó khá cao, nghĩa là anh em muốn thắng thêm đó và muốn kiếm thêm, thì như thế là nó là sai sách anh em ạ. Và khi mà anh em chơi con game bài ấy, thì anh em hãy lên nhớ là mình chơi khoảng tầm là đủ chỉ tiêu là mình dừng, đừng lên cố làm gì cả, đừng lên cố làm gì anh em nhé. Đó, lần này nó dạy ra ba đen anh em ạ. Rồi mình lại cố thêm một tí anh em nhé, cố thêm. Tại sao mình cố? Vì lên clip thì muốn chia sẻ cho anh em đôi chút, để kể cả anh em chơi lật vốn nhỏ cũng được, chơi lật vốn nhỏ cũng được, đừng lên tham. Là dụ bây giờ mình bạn muốn kiếm khoảng tầm là 1 đến 2 triệu mà bạn tham lên nó đủ chỉ tiêu như mình rồi, mình muốn kiếm khoảng tầm là 2 đến 3M thì mình cũng đạt được rồi. Bây giờ lại mình muốn kiếm thêm lên khoảng tầm là 7 đến 8M nữa, thì thực sự đó là một cái sai sách anh em nhá. Vì khi mà anh em đặt chỉ tiêu nhỏ lúc đầu rồi, nó hợp lý vừa cái sức của anh em rồi, mà anh em lại muốn thêm nữa thì nó gọi như là có voi đòi tiên anh em ạ. Anh em hãy lên nhớ như thế. Thế nên là đủ cái chỉ tiêu là anh em phải dừng lại anh em nhá. Rồi ok. Thế nên là mình sẽ chốt lời con số là 6M thôi, mình không nên cố làm cái gì cả. Còn bây giờ còn 38k, bây giờ mình sẽ chơi sang bên Super anh em ơi. Để xem hôm nay nó có, với 38k này mình có kéo lên khoảng tầm 200.000 không anh em ơi. Đó, rồi ok, không lòng vòng gì nữa. Vẫn tiếp tục anh em nhá, test một vài cầu đã. Khi anh em chơi con game bài đổi thưởng hãy lên nhớ là đủ chỉ tiêu là mình dừng, 10 đến 20% target là mình phải dừng thôi, không nên tham. Ok, cứ tiêu chí là như vậy đi. Làm phát khoảng tầm là 10k đi xem nó như nào. 10 này, ra 9, nhận phát đã, nhận phát lấy hên đã anh em nhé. Vẫn tiếp tục xem này là với 37k của mình có lên được khoảng tầm là 200k không. Phát đầu tiên được ăn, phát thứ hai bị gãy, phát thứ ba ra lẻ đi. Rồi vẫn ra chẵn rồi. Lên tiếp nào. À, vẫn là chẵn kìa, ngang nhờ, ngang hơn cua nhờ. À, rồi. Phát này, ui rồi mãi nó mình ra này. Lẻ bệt tiếp phát nữa đi. Rồi, nhận lại này, ba này. Ba thì thôi nhận đi anh em ạ, làm phát 10k đi. Lên nào. Quấn đi phát nữa, phát này sang chẵn đi. Rồi ok, đã lên khoảng tầm 51.000 rồi. Khi mà anh em chơi, anh em hiểu biết thì anh em sẽ đỡ cái tình trạng mà anh em gãy xuống. Đó. Thì với cái vốn khoảng tầm là 37.000 mà mình muốn kéo lên khoảng tầm là đôi trăm thì anh em phải biết là cái tỷ lệ x lên nó là như thế nào rồi đấy anh em ạ. Rồi, phát này làm 20k đi. Xem có thay đổi cái gì không? Ôi dồi ôi, 20k tăng tiền. Nó là cái điều gì đó rất chi là căng rồi. Làm phát nữa đi. Ôi dồi, lại bên lẻ rồi. Căng quá, thôi bên chặn đi. Rồi, bên lẻ.
Tuyệt vời. Thì anh em có thể thấy là 37.000 của mình đã kéo lên khoảng tầm là 86.000, nó gần gần tương đương là gần x2 rồi. Thế nên là anh em hãy lên nhớ là nếu mà hợp lý thì anh em nên chọn cái số tiền khoảng tầm là x2 lên số vốn anh em nhé. Mình lên là hợp lý rồi, chứ giả dụ 37.000 gọi là 40k gần như tương đương x5 rồi, 4520 mà anh em. Rồi làm phát nữa đi. Rồi phát này tuyệt vời, lên 39.000 nữa. Vẫn tiếp tục nào. 7 này, rồi ok, vẫn làm phát nữa. Nếu anh em nào chơi mà chưa hiểu biết thì anh em lên chọn một lần thắng là anh em dừng như mình này. Đấy, cứ thế này thôi. Làm một vài tay. Hợp lý. Hợp lý, 182k. Nếu phát này không được là mình dừng anh em nhé, không nên cố. Rồi, không nên cố anh em ạ. Với 37.000 giả dụ mình đặt ra 6 triệu rồi, nhưng mà mình còn 37.000 lẻ mà mình đã chơi lên khoảng tầm là 162.000. Thế thì mình nghĩ là khoảng tầm là x3, x4 thế nào ok rồi anh em ơi. Thì hôm nay nhẹ nhàng tính cả mình chốt lời cho anh em khoảng tầm là 6 triệu 162.000. Thì bây giờ mình sẽ ra mình rút tiền anh em nhé. Anh em hãy nhớ tiêu chí là cứ lời khoảng tầm một tí là anh em phải rút thôi anh em ạ. Rồi ok, rút ra với 2.162.446 đồng. Còn để lại 4M anh em nhé. Và video đến đây của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Và đừng quên bấm like, share kênh YouTube để ủng hộ mình nhiều hơn anh em nhé. Bye bye anh em.